Hello. Hello, Mê Sương. Xin chào các bạn. Xin chào bạn Mai. Hello Mai, Mai, Hương, Nguyễn, Hello Mê Sương, Mai, Anh, Việt Mai, Đức An, Hoài Nam. Nam, Thanh Tích, Hà Ni, ông có thấy có vài bạn mới nè. Xin chào các bạn. Nhớ cô không? Mới có vài ngày thôi nhỉ? Yeah. Vài ngày thôi mà cô nhớ các bạn lắm rồi đấy. Đi đi. Ok, ấy rồi. Ok. Từ từ con lấy. Nhớ các bạn mở mic lên nha. Bạn Khánh Nam gọi gì cô đấy? Khánh Nam muốn nói gì với cô à? Đấy, cô bật bật mic cho con nói nè. Các con nghe nó đều nói nhiều là. Cô thấy con giơ tay mà. Là sang sang lớp. Sang vào thứ năm ấy, lúc đó con vẫn học thêm một lớp nữa. À thế hả? Ok con. Wow, hôm nay mình cũng tham gia nè. Thank you. Bạn giơ tay này. Bạn Hoài Nam học lớp mấy hả con? Hoài Nam, bạn giơ tay nè. Hello Hoài Nam. How are you today? Are you new? Are you new to the class? Minh Chi? How are you today? Vào rồi. How are you? I'm very today. What? You're very what? I am very good today. Okay, I'm very good today. So have you guys all finished your homework for the next week? Tomorrow is Monday already. Why so fast? So fast. How are you? Oh, girl, I'm great. Great. Good to hear. Yeah. Because I not do any homework. Yes, homework. What subject did you do? English. Maths. But. Okay. Yes. Hmm. Okay. Thank you. I love talk with you. Oh my gosh, that's so sweet. Thank you. What have you done my homework? Like yes. I have another tongue twister. Yes, I done it. Really? Have you posted it? In the morning, I done it. Okay. Good job. Thank you. Thank you. Nhật Mai, do you have anything to tell me today? Anything special? I went cycling, watched a movie, listening to English stories, and done my math exercises. Wow. What a productive day. Very productive. Where do you live? I live in Đông Anh, Hà Nội city. Oh, okay. That's why you are able to go cycling, right? Okay. Is there any restriction of COVID-19 over there? Yes. Oh, yes. But you are still able to go out and cycle. I only cycle for about 500 meters. 500 meters, okay. Like around the neighborhood, that's all? Okay. Thank you for sharing. Yes. Yes, very productive. Great job. Thank you. Okay, Minh Chi, are you new to the class? Have I met you yet? Can you share something about yourself? I don't think I met you yet. Yeah. Yes. Hello. Hello, Chi. I live in Hà Tĩnh. Yes. Hà Tĩnh. Wow.
very far away from me. I'm in Hanoi, so you're in the central of Vietnam. Yes. Right? Oh, right. Wow. But when we speak English, I don't even know where you are. Right? I don't know where you live because we talk in the same language, another foreign language. So there's no boundaries, right? Great job. Okay. So what have you done today? What have you done today? I don't know. I done everything. You don't know? Do you study or do you play games or do you help your mom with your chores? What did you do? What have you done today? I study and play football with my friends. Study and play football, right. So you still can get together with your friends. Wow, I really miss my friend. I haven't seen them like in 2 months. I haven't been able to see my friends. I miss them so much. Oh no, when can I see my friend? Wow, I'm jealous, I'm really jealous. Oh my gosh, thank you, Chi. Thank you for sharing. Okay, my Anh. Do you have anything interesting or special? Do you want to tell me and the class? Okay. In the morning, I join English class. Mm-hmm. Yes. So it is an extra class or like this class at the class at your school? A free class. Oh, free, another free class. Okay. Yes. Yes. Anything else? What did you do in the evening? And I go to buy something. Okay, you went school thing. Buy something? Oh, like yes, school things like pens and ruler and books, right? Okay. Actually, I bought some books today. Another Shopee order. Okay, I bought three of these. Okay, I bought three of these. Even I don't go to school anymore. I still buy some notebooks so I can write there, like a diary or a journal. Mm. Okay, thank you so much. Thank you for sharing. Okay. Tiên Tina, Tina. Hello, Tina. Hey. Hi, Tina. Nice to see you again. Hi, nice to meet you again. So, how's your day? How's your day? Well, it's great. And I've started learning, but when I came back to school, we did not learn that the thing we learned. We like continue learned. Okay, we continue learning. Keep learning. Okay. So what subject do you have tomorrow? What subject do you have tomorrow? You still go to school. Tomorrow is let me see. Literature and science. Literature and science. Okay, just two subjects a day? Yes. Okay. Yeah. Okay. Have you done all of that subjects homework? Yes. I've done a long time ago. A long time ago. Okay. Okay. Great job. Thank you. Very productive. Thanks. Tina, you want to tell me something? You raise your hand. I have a new game. Then my class can play. Okay. You want to play? Okay. I want to play Kahoot. Kahoot? Oh. Yeah. Is it a quick game? Hmm. Yes. I know that platform too. But I haven't been able to like make some time to get all the questions and everything on Kahoot. I just use Quizzes and Quizlet. Yeah, there's two platforms. I think I need to work on that more platforms in the future. Okay, thank you for your suggestion. Okay,
Of course, I have games for you. Of course. Okay. Okay, here's a game. this one. Lần trước cô cho các bạn chơi cái trò này, nhưng mà là chơi theo nhóm. Hôm nay cô đã thử chơi theo nhóm rồi và cảm thấy là nó không được mượt mà cho lắm, nên là cô sẽ cho các bạn chơi lại individual nhá, cho nó mượt mà hơn và mình cũng kiểu tự thân vận động hơn á. Ok, vẫn là vocabulary về sports and games, ôn lại lần nữa các bạn nhé. Chúng ta có 10 từ thôi. Chúng mình có nghĩa, mình sẽ xem nghĩa của tiếng Việt trước, sau đó chọn nghĩa tiếng Anh, hay là xem nghĩa tiếng Anh rồi mình chọn nghĩa tiếng Việt nhỉ? Các bạn muốn làm cái gì nhỉ? Mình chơi individual nhá. I will win. Ok Tina. Cô nghĩ là cô sẽ muốn các bạn biết tiếng Anh hơn đi. Thế thì cô sẽ chọn cái gì nhỉ? Là sao cô á? Có nghĩa là mình sẽ chơi như kiểu flashcard đúng không? Thì mình sẽ nhìn nghĩa tiếng Việt rồi mình đoán nghĩa tiếng Anh, hay mình nhìn nghĩa tiếng Anh, mình nhìn từ tiếng Anh đoán nghĩa tiếng Việt. Ok. Đi qua. Đúng, đi. Nhạc gì đó? Cô sẽ copy link vào đây nha. Các bạn nhìn vào trong phần chat nha. Ra thi đấu. Ok, các bạn nhìn thấy link của cô chưa? Mình không nhắn nhiều để nó không bị trôi các bạn nhé. Cô gửi lại nè. Trở Quân cũng tham gia ư? You think teacher Quân will win the first prize, the first place? Of course, I will win. Of course, he said of course. Let's change that, right? Music so fun. Yeah. Nhạc lần này có vẻ hay hơn lần trước. Nhạc này như kiểu các bạn có xem cái meme không? Nó hay xuất hiện ở trong meme ấy, hoặc là mấy cái video buồn cười ở trên mạng. Wow, đông ấy, đông quá. Lần sau cô sẽ thử xem là cái gì nhờ, cái platform tên là Kahoot em có hay hơn. 35 bạn rồi, có 35 bạn vào chơi nhưng mà có 50 bạn đang ở trong Zoom cơ mà. Các bạn vẫn có thể chơi trò này ở trên điện thoại nhé. Còn các bạn đọc trên phần chat box đi. Em thấy Quân đang thách thức các bạn đó. Có 38 bạn rồi. Mình chờ đợi thì các bạn có thể lướt qua các phần flashcard để mình ôn tập lại từ các bạn nhé. Ok, vẫn còn. Số đẹp quá nhỉ. Cô có nên create game luôn không? Đùa nhá. Cô ơi, con mới đến ạ. Bạn Ngọc Ánh. Ok, con vào luôn đi con. Đây, cô gửi lại đường link. Bấm vô link nha. Nhạc này buồn cười quá. Thêm một bạn. Oh, create game đây. Nha, nha, các bạn nhé, bắt đầu. Start.
ok. Bạn nào thắng? À, bạn Hổ Trắng là bạn Diệu Hương đúng không? Bạn Diệu Hương là bạn nào? Sao cô thấy bạn ấy lạ quá nhỉ? Lạ quá. Bạn Diệu Hương là bạn nào? Giơ tay cô xem phát nào. Diệu Hương là bạn nào nhỉ? Có phải là bạn Hương Nguyễn không? Bạn Hương Nguyễn có phải là bạn Diệu Hương không nhỉ? Ok. Rồi. Ok, hockey khúc côn cầu này. Hay bị nhầm lẫn giữa hai từ này à? Ok. Rồi, nhìn chung là rất là ổn đúng không? Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thế cô vẫn muốn biết bạn là Hổ Trắng, bạn Diệu Hương là bạn nào? Có phải là con Hương Nguyễn không? Có phải là Hương Nguyễn không phải? Rồi nhỉ? Minh Chí ai thắng vậy? Bạn Hương Nguyễn này. À không phải, bạn bận gì nhỉ? Quên mất rồi. Bạn Hương à? Giống tên cô à? Ok, ok. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Play again không? Play again nhá. Play again nhá. Cô chơi lại nhá. Cô cho chơi lại, các bạn chơi lại một lần nữa nhá. Phục thù nhá. Ok, bắt đầu à? Các bạn vẫn ở trong đó đúng không? Chơi lại con ơi. Chơi lại nào. The following players are disconnected. No no no. Players. Cô gửi lại link. Cô gửi lại link này. Nó đã có ở trong phần chat rồi. Nếu bạn nào nó vẫy vào hơi muộn một chút các bạn có thể chơi. Create nhà con là Hổ Trắng. À bạn Minh Chí á hả? Ok cô nhớ rồi, lát cô hỏi con nhé. Lát cô hỏi con một vài câu nhé. Ok 44 à? Thêm một. Con không phải là. Bạn Hu hỏi chấm làm sao mà cô biết là bạn là ai mà con lại biết là con không phải là Hổ Trắng. Ok. Create nhá. 46 à. Con thế luôn. Quân. Ok. Rồi. Create. Start. Cô chơi nhá. Cô chơi nhá các bạn nhá. Cô xem nào. Trần Minh Anh. Minh Anh 04 đấy hả con? Có phải con không? 04 Minh Anh có phải con? Con ạ. Ok. Rồi, vì chủ đề hôm nay là vẫn là sports and games. So, can you tell me something about your favorite sports or your favorite game? Can I see your face? Can I see your face first? Where are you? Okay, hello Minh Anh. Xin chào. Okay, can you tell me something about your favorite sports or your favorite games? Okay, here you go. I don't like to do sport, but I like to play game. Yeah? My favorite game is Werewolf. Werewolf? Oh, that's, you know, like, board game.
Board game? Okay. Má sói đúng không con? Vâng. Okay. I know that game, but I'm very bad at it because I don't know how to lie. I don't know how to like create something that is not true. Lisa, why? Why do you like this game? Why do you like playing werewolf? Because I like to search for the wolf and... Yeah? But what if you are the wolf? What if you are the wolf? I will kill people, but I will lie. Okay, that is what I'm bad at. I'm really bad at lying. If I lie, I will... Everything is on my face, on my facial expression. Yeah, I am lying. Okay, thank you, Minh Anh. Okay. Vậy cô thấy có một bạn tên là Chameleon. Bạn nào là bạn là Tè? Là bạn nào? Bạn nào sách thứ ba ấy nhỉ? À, bạn Thủy Tiên. Okay. À, Đức An, con đứng thứ hai hả? Đức An đâu nhỉ? Thế rồi, cô lại phải tìm tên. Đây, Đức An đây rồi. Okay, are you the second? Are you in the second place? Yes. Ooh. Okay, so you have the chance to answer me. What is your favorite games or sport? I don't like sport, but I like sport. Mm. Yeah? Thế rồi, cô không nghe rõ rồi. Sorry, can you hear me? A little bit, not too clear, not too clearly. You can say that again. I think it's the internet connection. Yeah. Okay, so you said you didn't like sports, right? So you like playing games? Yeah, I like playing games. I like Quizlet. Quizlet? Okay. That's what we are playing right now. Thank you. Do you play board games like the last student, Minh Anh, right? Okay, do you play board game like Minh Anh? You know board game? Okay. I'll unmute you. Okay. Do you play board games? No. No? Yes, I play chess. Games like video games? No, I don't like play video games. It's wasting time. Hmm, it's a waste of time. It's a good way to entertain yourself. Mm-hmm. Oh, you know, sometimes you can feel less stressful playing games. I think so. I usually play mobile games. Just mobile games. I don't play on any computer. Hmm. Okay, thank you, thank you, thank you. Bảo Khôi, Bảo Khôi, Bảo Khôi. So what is your place in that last game? Did you play that game? Khôi ơi. Okay, hôm nay con có chơi không? Con không chơi à? Yeah. Con có chơi đúng không? So what is your place? I like. No. Đúng rồi, con có chơi đúng không? Con đứng, con xếp thứ mấy nhỉ? Con không like. I don't know. You don't know? Okay, tell me and everyone about your favorite sport. Is it football? Yes, I like football, but I don't like basketball. Okay, you like football, but you don't like basketball. Okay. How tall are you? I like swimming. Okay, you like swimming? Wow. Yes. Wow. Yeah. Are you a good swimmer? Yes. Okay. That's great. Okay. I can swim, but not very good. Not too good. If I was in the sea, you know, I need I need a life boy. Okay. West Ham United. Bạn nào nhắn ở trong group chat thế? West Ham United.
Ok. À, các bạn đang bàn luận về các đội bóng đúng không? Ok. Cô chỉ biết mỗi Manchester United thôi. Ok, thank you. Rồi, ok, con sẽ... Rồi, chúng ta học đi, chúng ta học nào. Đấy, về luật của chúng ta, về class rule thì vẫn như vậy thôi. Tôn trọng lẫn nhau nè. Thật là lịch sự khi mà giao tiếp với nhau trong lớp và luôn đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của mình nha. Tiếp theo là chúng ta chú ý vào bài học và giơ tay khi mà mình biết đáp án. Và cuối cùng là, đúng rồi, chúng ta phải sử dụng đến trí thông minh của chúng ta, đúng không? Ok, tiếp theo hôm trước mình đang ở chỗ là thăng Twister này. Hôm nay không biết có cái bạn gì nhỉ? Bạn An Khánh thì cô nhớ là thế. Không biết bạn có bật beat để hát rap trong hôm nay của chúng ta nữa không? Thế bây giờ cô mời một bạn thôi. Bởi cái này chúng ta đã học qua rồi. Thôi một bạn thôi, bạn nào tự tin rap cho cô cái đoạn này nào. Tina? Bạn Tina hả? Đâu bạn Tina của chúng ta đâu? Ok. So I have to read all of this? If well, that's it. You think it's too hard? Yeah. Okay, just do what you are capable of. Okay. You have no need to light a night light on a light night like tonight. For a night light is like night. And tonight's a night that light. When a night light like tonight's light, it really not quite right. Two light night lights with their slight light. On a light like night tonight. Okay, rất là tốt. Đúng rồi, con đọc được hết cả đoạn rồi đấy. Có phải, đúng không? Rất là tốt, rất là tốt. Okay, chỉ có một vài chỗ chữ L thành chữ N mới thôi. Chẳng hạn như chỗ này là mình đọc thành là night, đúng không? Okay, rồi, rất là tốt, rất là tốt. Bạn nào muốn đọc nữa không? Bạn nào đã học nữa không? Bạn nào muốn đọc cho cô nữa không? Một bạn nữa đi. Bạn Lê Ngọc Ánh. Lê Ngọc Ánh, chưa tìm thấy không ấy? Ok, bạn Ngọc Ánh. À, ok. Con muốn đọc đúng không? Thì con sẽ giơ tay nhá. Ok, cô thấy bạn Ngọc Ánh rồi. Lê Ngọc Ánh. Hello. Are you new? Hello. Okay. I want you to introduce yourself a little bit. Yes, I can. Mm. Yeah. So what's your name? Ngọc Ánh. Yes. And I'm 10 years old. Okay. Hello, Ngọc Ánh. Everyone say hi. Okay. I have to unmute you again. Lê Ngọc, Ngọc Ánh hay Ngọc Ánh? À, Ngọc Ánh, ok. Ơ, con lại bị tắt cam mất rồi, Ok, here you are again. Ok, so can you read this paragraph for me? It's about the I sound. Ok, a lot of I sound in here. Are you ready? If you cannot have no need to light a night light on a light night like tonight, for a night lights a slight light, but a nice a night that's light. When a nice light light nice light, it is really not quite right to light night lights with their slight lights on a light night like tonight. Great job, very good. Did you join in my first three classes? Ba buổi trước con có tham gia không ấy nhỉ? Ánh nhỉ? Đây để cô unmute. Dạ không ạ, tại vì đấy cô thấy có vẻ con là khuôn mặt mới ở trong lớp nè. Ok, con là Ngọc Ánh, con 10 tuổi đúng không? Ok, rồi, chào mừng con đến lớp nha. Ok, rất là tốt. Các con có biết là có một hôm trước cô đã đăng một cái video lên group của mình ý và bảo các con là làm bài tập đúng không? Cô thấy có một bạn là
đăng lên đó rồi. Bây giờ cô thử bật xem các bạn nhận xét bạn ấy như nào nhá. Bạn này là một khuôn mặt rất là quen trong lớp này. Nhớ bạn này không? Thì là bạn An Khánh, cô thử bật xem. Ok, cô phải giảm nhỏ tiếng xuống. So, let's go for the beat. And he has a beat. Hey. Okay. As he gobbled the cakes on his plate, the greedy ape said as he ate, the greener green apes are. The greener green apes are. To gobble the green grape cakes, they are great. Yeah, they are great. Second time, but a little faster, okay? Yeah, faster. As he gobbled the cakes on his plate, the greedy ape said as he ate, the greener green grapes are, the keener keener apes are, to gobble green apes cakes, they are great, they are great. So I also have a bonus one. Let's and he has a bonus. Wow. Yo, Betty bought a butter. Okay, so how do you think An Khánh did? Is it good? Bùi Lan Phương mẹ cũng gửi lên. Mẹ mẹ con cũng gửi lên nhóm hả? Có quá nhiều người đã hỏi mình. Ok. Ok, để cô xem nào. À đúng rồi, cô sẽ nhắc các bạn luôn nhé. Lần sau ý, nếu mà các bạn nộp bài cho cô này hoặc là các bạn học lớp của cô thì các bạn hãy có biết cái hashtag không? Hashtag cô Hương hoặc là gì nhỉ? Các con hãy nghĩ ra một hashtag thật là hay đi. Để có thể gọi như là một fan club cho lớp của mình đi. Level 3, yes. Okay, chúng ta sẽ lấy hashtag gì nhỉ? FC Miss Hương hả? Nghe là câu lạc bộ bóng đá. Hashtag là cái dấu thăng ấy các con. Khi mà mình hay đăng bài ở trên Facebook ấy, mình sẽ tag cái này vào để những cái bài thuộc nhóm đó nó sẽ hiện lên á. Nộp bài. Ok. Đó. Cô thấy là thầy Quân gợi ý là FC Miss Hương. Các bạn thấy nào? Cô thấy thầy Quân ghi là FC Miss Hương. Ok, cái này chắc là mình phải bàn với nhau nhiều hơn đúng không? FC Chelsea à? Ok. Rồi, cô cảm ơn. FC Miss Hương em hay nghe kêu lắm. Okay, cảm ơn các con nha. Rồi, hôm trước cô có dạy qua phần scanning đúng không? Cô nghĩ là các con cái này cái skill này nó rất là quan trọng nên là cô muốn dạy các bạn thêm một buổi nữa đi. Đó, như hôm trước cô nói là read thì mình sẽ đọc từng từ trong câu. Nhưng mà đọc thế thì rất là tốt bởi vì mình có thêm kiến thức này, thu nhập thêm được các thông tin. Nhưng mà nhiều khi lại không cần thiết khi mà họ chỉ cần mình tìm đúng một thông tin ở một chỗ nào đấy cụ thể trong bài thôi thì mình sẽ cần dùng đến là biện pháp scanning nhé. Đấy, mình sẽ không đọc lần lượt mà mình sẽ đi từ chỗ này sang chỗ khác. Bây giờ cô có một bài như thế này. Khá là dài đúng không? Nếu mà mình dành thời gian để mình đọc hết cái chỗ này thì mất thời gian lắm. Nhưng mà bây giờ cô chỉ cần các bạn, cô sẽ cho các bạn 2 phút và các bạn sẽ tìm cho cô 4 mục sau. Ok. Find 3 tour start times, 2 prices, 2 ages, and 1 phone number. And you have 2 minutes to complete this. Ok. Tìm cho cô 3 thời gian này, thời điểm bắt đầu này. 2 giá cả. 2 tuổi tác, được
trong bài này và một số điện thoại. Ok, let's start. Ok, you have 2 minutes. Các con có thể viết ở chat box cũng được. Nói được không cô? Được, khi nào cô gọi thì con sẽ nói nha. Rất là nhanh thôi, mặc dù bài rất là dài, nhưng mình chỉ cần tìm cho cô 4 cái đó thôi. 3 thời gian bắt đầu này, 2 giá cả đó, 2 thông tin về tuổi tác và một số điện thoại. Ok, the time is running out. Nhìn rõ đúng không? Có bị bé quá không? Ok. Cô nghĩ là để 2 phút hơi nhiều ấy. Yeah. Ok. Cố lên nào. Các bạn sẽ nhìn thấy là bài này nó đi theo một cái trình tự khá là cụ thể, nhất định đúng không? Mình chỉ cần nhìn vào một chỗ nhất định là mình sẽ thấy đáp án rồi. Wow, Đức An, con làm nhanh quá. Wow, wow. Đức An, đúng rồi. Cô thấy rồi, cô thấy rồi An ạ. Cô thấy cơ bạn Tina này, bạn Minh Anh này. Wow, giỏi quá. Nhớ là tìm đúng số lượng nha. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ cô sẽ gọi nha. Bạn nào có thể trả lời được cô nào? Lần lượt nhé. Okay, time me 3 to a start time. Ok. Các bạn cô đã gọi rồi thì... mình có thể đợi lượt sau để cô xem là những bạn đó có chưa gọi. Cô sẽ gọi các bạn ý nhá. Các bạn có vẻ là hơi nhát một chút, chưa chịu giơ tay đây này. Các bạn giơ tay nhá. Ok, cô sẽ đi xuống. Các bạn ở dưới, cô thấy các bạn không bật cam gì cả. Bật cam nhé các bạn. Ok, cô thấy một bạn rồi. Bạn Nguyễn Phương Chi đúng không con? Nguyễn Phương Chi. Dạ. Ok, cô chào con. Câu đầu tiên có gì? Chào cô ạ. Chào cô. Ok. 3, store, start time. Okay. Where are they? It's 11 o'clock. Yes. To 11 o'clock a.m. to yes. o'clock p.m. and 11 o'clock a.m. Okay. Next. Yes, đúng rồi. Cảm ơn các con, cảm ơn con. Sao phần này con lại có thể tìm nhanh được như thế? Con mất bao lâu để tìm ra 3 thông tin này? Chi? Con chỉ nhìn lấy chuột con di từng cái câu một đấy cô. Con lọc đúng rồi. Ok, rất là tốt, đúng rồi. Đó là kỹ năng scan của chúng ta. Ngoài ra thì mình sẽ thấy là những cái phần này, các con thấy không? Nó có một quy trình nhất định trong những cái đoạn văn này. Số giờ thì luôn đứng ở đây. Đấy, thì nếu mà mình nhìn được 2 đoạn này giống nhau rồi thì chắc chắn là những đoạn sau nó chắc chắn là ở đây đúng không? Mà số nữa thì nó lại còn rất là nổi bật. Nên là mình chắc chắn là mình sẽ nhìn ra rất là dễ. Ok, cảm ơn con, cảm ơn Chi nhá. Cô hỏi tiếp này. Two prices. Thanh Đạt, please. Con bật cam lên đi. Thanh Đạt, Đan Mạch hả con? Ok, where are you? Are you here? You hear me? Thanh Đạt ơi, con có thể unmute, con mở mic của mình lên nhé. Con nói nhỉ? Ok, con còn nói được không? Thanh Đạt ơi. Ok, thế thì cô sẽ hẹn con câu sau nha. Cô gọi bạn Trường Huy nha.
Okay, hello, we. Can you answer me the second question? Two prizes, what are they? And where can you find it? Teacher. Mm-hmm. Yes, I'm listening. Yes. The two prizes. Giá vé đúng không? Mình có thể tìm. $3.50 and $4.50. Ok, vậy là hai giá này nó đúng gần nhau đây đúng không? Ok, rất là tốt. Con có biết là đây là đồng tiền của nước nào không? Đồng tiền nước nào và đây mình đọc là gì không? Câu hỏi bạn Minh Chí nhá. Con sẽ đọc đồng tiền mà mình thấy ở trên bảng đây là gì nhỉ? Đồng tiền của nước nào? Đồng tiền của nước Anh. Yes, đúng rồi. Ok, that's right. How do you pronounce it? What is it called? Is it dollars? No. No? What is it? It's pound. Yes, it's pound. So, how do you say the price? It's £4.15 and £3.50. Okay. Cô thì cô sẽ đọc là £4.50 and £3.50. Okay, mình sẽ đọc như vậy. Hey, cô cảm ơn con. Thank you, thank you. Two ages. Two ages. Okay. Cô xem nè. Bạn Quế Anh. Quế Anh, hello. Hello. Hi, can you tell me two ages that you can find in this reading? In this text? In this text, I see under 26 and under 12. Yeah, đúng rồi, rất là tốt. Mình đều có thể tìm được thông tin đó ở đây và ở đây, đúng rồi. Vậy con, lúc mà con làm câu này con mất bao lâu để con có thể tìm thấy đáp án thế? Có mất nhiều thời gian không con? Đâu nhỉ? Quế Anh. Ok, Quế Anh. Dạ không ạ. Ok, cô cho con thời gian 2 phút để làm 4 câu này có nhanh quá không hay là hay là nhiều thời gian quá? Con nghĩ là bình thường. Ok, rồi nếu mình làm càng nhanh thì càng tốt nhưng mà vẫn là chính xác nhá. Rồi, cuối cùng, bạn nào đọc cho cô số điện thoại nào? Dễ quá đúng không? Dễ quá, dễ quá. Ok. À, nhiều bạn giơ tay quá. Cô biết gọi ai bây giờ? Cô biết gọi ai bây giờ? Ok, ok. Cô sẽ gọi bạn Nhật Mai đi. Ok. It's euro, 2 euro. Yeah. 7426, 8462. Ok, rất chính xác, rất chính xác. Chắc chắn là mình có thể tìm thấy nó ở đây rồi. Ok, cô sửa với con một chút là mình sẽ đọc chữ zero là z, là âm z, z ấy, con giống như là con ong ấy. Z, z, z. Đấy, mình sẽ đọc là zero. Ok, chứ mình không đọc là zero nhá. Zero. Ok, đúng rồi. Ngoài ra thì mình có một cách đọc khác cho số 0 là O. Giống như là mình phát âm chữ O đấy. O, O to O hoặc là zero to zero đều được hết. Ok, rất là tốt. Ok. Rồi, cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn chắc là cũng hình dung ra được là về skill này rồi đúng không nào? Ok. Ôi, cô đang làm cái gì đấy nhỉ? Sao cô bấm vào cái gì thôi? Cô bấm vào cái gì mà nó lại... Ok, ok. Rồi, chúng ta có 3 tour start time. Ok, 2 prices, 2 ages and 1 phone number. Very good. Very good. Ok, mình... chuyển sang một phần khác. Đó là thì, nó sẽ hơi liên quan đến ngữ pháp một chút nha. Thì hiện tại này, và đây là adverbs of frequency. Bạn nào nói cho cô adverbs of frequency là gì trong tiếng Việt? Hoàng Minh Thảo. Ok. Hoàng Minh Thảo, hello Thảo. Yeah. Ok. So, we have adverbs of frequency, like always, usually, often, sometimes, and never. So, how do you say it in Vietnamese? Adverbs of frequency là gì trong tiếng Việt con nhỉ?
Adverbs. Adverbs thì cô nghĩ là con biết. Nó là loại từ gì thế nhỉ? Adverb. Con có biết không? Không ạ. Ok, nếu không biết thì không cũng không sao. Các bạn khác hãy giúp con nhé. Ok, bạn nào có thể giúp bạn Minh Thảo nhỉ? Cô cảm ơn Thảo nhé. Ok. Bạn Trường Anh, cô thấy là phông nền của các bạn thật là hoành tráng. Siêu anh hùng hả con? Trường Anh ơi! Trường Anh ơi! Cô nè! Đâu rồi? Bạn phông nền hoành tráng. Ok, Trường Anh, hello. So, have you learned adverbs of frequency? Have you ever learned about adverbs of frequency? Con ơi, cô là... Ôi, cô muốn mình nhìn mặt con cơ. Con ơi, Trường Anh đâu? Cô muốn nhìn cả phông rất là hoành tráng đằng sau của con cơ. Con có thể bật mic, cam, bật mic lên được không? Ok, hello. Nhìn hoành tráng quá. Ok. Rồi, adverbs of frequency trong tiếng Việt con có thể nói là gì? Ok, sao con cứ tắt mic thế? Con bật mic đây. Cô là tần suất ạ. Đúng rồi, trạng từ chỉ tần suất đúng không? Và mình có một vài từ như là always, usually, often, sometimes, never. Và đây cũng chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn, đúng không các bạn? Hiện tại đơn, present simple. Ok, cô sẽ có một bài như sau. Nhỏ như sau. Ok. Cái này nó sẽ hơi khác một chút với những gì mà mình hay gặp. Nó giống như là một câu kiểu đổi hình bắt chữ ấy. Đấy, bây giờ các bạn nhìn giúp cô. Bức tranh bên này. Bức tranh bên cái gì nhỉ? Bên trái đúng không? Đấy, mình sẽ phải điền trạng từ chỉ tần suất nào vào dấu hỏi chấm. Ok, khá là nhiều. Ok. Bạn nào giúp cô nào? Ha ha ha. Bạn là Hoàng Tú Quỳnh đi. Tú Quỳnh ơi. Đâu rồi con đâu rồi? Con mở mic nhá. Cô bật mic cho con mở mic này. Hoàng Tú Quỳnh. Hello. Rồi, cô thấy con rồi. Ok. Ừ, cô chào con. Bây giờ con nhìn bức tranh, con có thể đoán được là mình sẽ điền gì vào dấu hỏi chấm ở đây không? Con không biết vì con là bạn mới. À, không biết vì con là con mới vào lớp à? Ok, thế nếu mà con nhìn vào đây, con hãy coi đây như đây là thời khóa biểu của bạn nam này. Nếu như mà thì mình sẽ dùng trạng từ chỉ tần suất nào? Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? Cô không thấy con nữa. À đây, Hoàng Tú Quỳnh đây rồi. Nhiều bạn quá, mắt cô hoa cả lên. Ok, rồi. Thì con sẽ điền từ gì vào đây? Hôm nào bạn ấy cũng walk to school đúng không? Ai ... walk to school? Con chưa học ạ. Ok, thế để các anh chị khác giúp con nha. Ừ, cô cảm ơn con. Rất vui vì con tham gia lớp. Rồi, bạn Hoài Nam. Ok, giơ tay cao quá. I always walk to school. I always go walk con nhé. I always walk to school. Ok, let's to check. To school. Let's check. Okay, where is it? Ok, I always walk to school. Very good job. Bình thường thì trong một cái chart đúng không? Một cái bảng thì always sẽ đứng lên trên đầu, 100% có nghĩa là luôn, mình luôn thực hiện hành động nào đó. Ok, good, very good, thank you, Hai Nam. Next one. He runs to school. Các con thấy không? Mất một dấu tích rồi. Đây sẽ là từ gì? Trạng từ gì? Ok. Cô thấy có bạn điền rất là đúng, biết rất là đúng ở trong phần chat box rồi, nhưng mà có vẻ là Việt Ki nên là thành ú Suli mất rồi.
Ok, Bùi Tùng Anh. Cô chỉ thấy có bong bóng thôi, cô có thể nhìn được mặt con không hả Bùi Tùng Anh? Tùng Anh ơi, con có thể bật cam được không? Ok, hello. Hi, Tùng Anh. Yes. Con sẽ điền gì vào chỗ trống ở đây? Đổi hình bắt chước. Usually. Okay, so how are you going to say this sentence? The whole sentence. Mình sẽ nói cả câu như thế nào? Yeah. Con sẽ nói cả câu này như thế nào? He. I usually run to school. He usually runs to school. Okay. Đúng rồi. Thế con sẽ dịch từ này sang tiếng Việt như thế nào nhỉ? Nó cũng không phải là luôn luôn nữa đúng không? Bởi vì đó không phải lúc nào mình cũng làm như vậy. Thế mình sẽ nói từ này như thế nào? Bạn Tú Quỳnh, vậy cô thấy con giơ tay nè. Đúng rồi. Mình sẽ điền từ usually vào đây đúng không? Thế con sẽ nói cái từ usually này trong tiếng Việt như thế nào? Đúng rồi. Không phải là lúc nào cũng như vậy ạ. Đúng rồi, không phải lúc nào mình cũng làm như vậy. Như thế là từ always mất rồi đúng không? Thế từ usually mình sẽ dịch như thế nào? Usually ạ. Nếu không phải lúc nào mình cũng làm việc đấy thì có nghĩa là mình thường xuyên làm nó, đúng không? Giống như bạn trong này là bạn ấy thường xuyên chạy đến trường. Ok. So, how often do you often go to school by bike? No. No? So how do you go to school? I walk to school. Ah, okay, you walk to school? So you always walk to school? Yes, because my school is near from my house. Okay, your school is very near your house. Okay, how long does it take you to go to school every day? How long? 5 minutes? I think... How long? This is a little bit faster. Okay, sometimes you walk a little bit faster and it takes... And sometimes is slow and sometimes is... very fast. Okay, so sometimes you go fast, sometimes you go slower. Okay, thank you. Thank you for sharing. Thank you so much. Okay, usually, right? Usually có nghĩa là thường xuyên. Còn mình có thể đặt nó ở phần là 90% đó. Tiếp theo nào. Bạn nào bảo cô chưa mời đúng không? Bạn nào nhỉ? Cô chưa mời bạn nào? Trời ơi, cô không muốn bỏ lỡ các bạn đâu. Mà nhiều quá ha. Chờ cô tí nha, để cô xem nào. Ok, bạn nào đây? Bạn à? Minh Giang. Cô mời con chưa nhỉ? Cô vừa bấm mở mic bạn nào. Okay, Minh Giang con nha, Minh Giang nha. Con mở mic con nha. Rồi, bây giờ chúng ta lại thấy bớt đi rất là nhiều cái dấu tích ở trên thời gian biểu của bạn này rồi. Ok, hello Giang. Hello. So, how are you going to say this? Can you hear me? Hello, hello. Giang. I can't see you anywhere. Okay, my. Hello, hello. Rồi, mình sẽ nhanh hơn một chút. Là often. Okay. Đúng rồi, con sẽ nói cả câu như thế nào? Nói cả câu ấy. Con nói cả câu này nha. Cô mở mic lại cho con này. She often goes to school. Okay, she often goes to school by bike. Okay, không biết là các bạn thường hay đọc từ often như thế nào. Có thể đọc hai cách các bạn nhé. Mình có thể đọc là often hoặc là often. Không biết là các bạn hay đọc cách nào. Các bạn có nhấn vào chữ T không? Bạn nào
có hai cách đọc đấy, đọc mà đọc thế nào cũng đúng. Often hoặc là often. Cô thì cô hay đọc là often. Ok. Often thì nó sẽ giảm bớt phần trăm một chút, thì mình sẽ dịch từ này là thường. Thường thường. Đó. Không quá nhiều mà cũng không quá ít. Thường thường thôi. Ok. She often goes to school by bike. Rồi, tiếp theo. Wow, ít thế. Ít quá. Có 3 lần. 3 lần tweet. Đó là ít đấy. Ok, tiếp theo nè. Bạn nào bây giờ? Bạn nào Khánh Linh cô thấy giơ tay nhưng mà không thấy mở cam. Cô có thể nhìn thấy mặt con được không? Ok, hello Khánh Linh, con có thể mở mic nhé. Cô mở mic cho con rồi nè. Ok, Khánh Linh. Hello. Câu này, con sẽ điền từ gì? Sometimes. Ok. Let's check. Đúng rồi. They sometimes go to school by bus. Lại giảm bớt một chút rồi đấy. Lại giảm bớt phần trăm một chút rồi. Thực hiện hành động này ít hơn một tẹo. Từ này con sẽ viết. À, con sẽ dịch như thế nào, nói thế nào trong tiếng Việt nhỉ? Viết cho cô, giúp cô vào trong chat box cô đọc nha. Ok. Sometimes, what does it mean in Vietnamese? Ok. Ui, cô lướt mãi không. Ok, đúng rồi, thỉnh thoảng. Đúng rồi các bạn ơi. They sometimes go to school by bus. Tiếp theo. Wow. Trống trơn luôn. Empty. No, it's not really empty. There's only one. Uyên Dung. Ok, cô thấy con rồi. Uyên Dung lớp 7 A8. Ok. Bức tranh tiếp theo. Các bạn toàn đỉnh thi thôi. Và viết chữ. You seldom go to school by taxi. Okay, well, can you repeat that once again? Can you repeat that? Okay. Cô mở mic cho con nào. Okay, con nói lại giúp cô không? Cô nghe chưa rõ ấy. You seldom go to school by taxi. Đó chứ. Ok, let's check. Ok, đúng rồi. Mình có hai từ là rarely và seldom. Thì mình đều có thể sử dụng trong trường hợp là mình nói là mình hiếm làm, hiếm khi làm công việc gì đó. Seldom. Ok, mình sẽ viết như này nhé. Mình dùng từ rarely cũng được. Đây, từ này có nghĩa là hiếm khi. Ok, cái này dễ rồi. Dễ quá. Ok. Ôi, bạn nào? Bạn Lệ Trương. Cô thấy con giơ tay mà cô chưa nhìn thấy con này. Lệ Trương, đúng không con? Mở cam con ơi. Never. Bạn nào biết là never, over, huyền vờ thế? Biết con. Con có biết cái bài Never Say Never không? Con biết chứ nhỉ? Chỉ có cô biết rồi, cô già rồi nên là cô mới biết. Never Say Never. Ok, biết rồi. Cô lại buồn rồi. Bạn Phan Nhật. À đây, bạn Lệ chưa? Vẫn còn cho các con làm. Ok, con có thể điền giúp cô vào câu này được không? Mình sẽ điền từ gì thế? Okay, never. Đúng rồi. We never go to school by plane. Who does that? Who goes to school by plane? Do you? Do you go to school by plane? Do you go to school by plane? I don't think so, right? Có bạn nào đi học bằng máy bay không? Okay, never in my life. I never go to school by plane. Nó có thể chúng ta đi du học thì mình có thể đi học bằng máy bay đúng không? Chắc là được vài năm một lần ý. Ok, we never go to school by plane. Rồi, chúng ta có vài từ như sau. Con nhìn thấy quyển lịch không? Yeah, con thấy quyển lịch đúng không? Đây là quyển lịch một tháng. Quyển lịch một tháng. Mà mình chỉ tích có một cái tích ở trong quyển lịch này. Thì câu này
mình sẽ điền gì. Ok, bạn là Thủy Tiên giúp cô. Tina. Okay. He rarely goes to the dentist. Rarely? Con cô sẽ cần một câu trả lời khác. Rarely cũng đúng, cũng đúng. Nhưng mà trong một tháng mà mình chỉ tích có một lần ý. Con hiểu không? Con hiểu ý cô không? Một lần một tháng. Oh, okay. He goes to the dentist once a month. Okay, he goes to the dentist once a month. Okay, đúng rồi. Đó, chúng ta tiếp tục với bức tranh bên cạnh. Chắc là con đoán được rồi, các bạn đoán được hết rồi. Okay, thank you Tina, thank you. Once a month. And nếu mà hai lần thì mình sẽ nói như nào? Chắc rồi, chờ cô tí để cô xem cô chưa gọi bạn nào nhá. Nhiều bạn giơ tay quá mà cô toàn bị bỏ lỡ thôi. Bạn Ngọc Diệp này, giơ tay cao quá mà cô chưa gọi này. Các bạn nhớ là mình sẽ comment thật là lịch sự ở trong lớp nhá. Cô thấy có một vài trường hợp là chưa đúng mực đâu này. Ok, Ngọc Diệp con nhá. Con giúp cô bức tranh số 2 được không? Mình đi đến nha sĩ mấy lần một tháng nhỉ? Cô là một lần ạ. À, bức tranh bên phải cơ con ơi. Bức tranh bên phải á. Mình thấy có hai dấu tích ở trên quyển lịch đúng không nào? Con đâu nhỉ? Con còn đang bật mic không? Có. Ừ, đó. Con trả lời giúp cô xem nào. I go to visit my grandparents twice a week, twice a month. Đúng rồi, rất là giỏi. Ok, mình có một lần là once. Nhớ là mình không được nhầm với one đâu nhá. One là số đếm đó. Còn đây là once là một lần, once a month. Và hai lần mình sẽ có twice a month. Ok, mình cố gắng nối âm. Twice a month, once a month. Ok, đúng rồi. Không phải là one, two đâu mà là once. À, twice. Next one. Okay, okay. Gì đây nhỉ? Gì đây nhỉ? Biểu hình bắt chữ nào? Okay, các bạn không mở cam, cô toàn bị lướt qua thôi. Okay. Cô xem nào. Cô gọi được hầu hết rồi nhỉ? Cô gọi gần hết các bạn rồi, giơ tay rồi. Okay. Cô gọi bạn Huỳnh Mai Phương chưa? Huỳnh Mai Phương. Ok, con trả lời giúp cô. Bức tranh bên trái là nói về gì nha? Đều là năm 2019 đúng không? Anh này anh đi chắc là đi bảo dưỡng xe đó. Vào tháng 1 này, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 của năm 2019. Chứng tỏ là anh ấy đi bảo dưỡng xe bao nhiêu lần? Một năm. Mai Phương ơi, con bật mic nhé. Để có nhiều bạn giơ tay quá. Chờ cô nha, cho con gọi bạn Mai Phương một chút. I freeze bicycle. Uh-huh. Yes. For a week. For what? For a year. For a year? Okay, okay. Yes. Được rồi, cô ghi nhận đáp án của con rồi. Cô cảm ơn. Okay, mình có lần là once, hai lần là twice. Nhưng mà từ ba lần trở lên đúng không? Mình sẽ dùng times. Three times, four times, five times, cho đến cả nghìn lần, cả trăm lần đúng không? Đấy, mình sẽ dùng từ times. Chỉ có hai lần đầu tiên là lần 1 và lần 2 mình dùng once và twice thôi. Ok, cảm ơn các bạn. Cô thấy các bạn điền khá là đúng ở trong ấy rồi này, ở trong chat box rồi này. Ok, tiếp theo. Dễ quá. Bức tranh bên phải. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Ok, chờ cô một chút nào. Bạn nào? Bạn nào? Wendy! Trời ơi! Cho con nhìn mặt con được không? Không phải nhớ mặt từng bạn mới được.
Where are you, Wendy? Wendy tên hay quá. Nghe như tên của nhân vật trong phim. Wendy, can you hear me? Thế rồi, không nghe thì cô rồi. Cô gọi bạn Phan Nhật Đăng Minh thôi nhá. Phan Nhật Đăng Minh. Ok. Cô thấy con giơ tay từ nãy mà cô chưa gọi á. Bây giờ cô gọi con nè. Phan Nhật Đăng Minh. Ok. Yeah. Ừ, cô chào con. Rồi, con thể nói cho cô bức tranh bên phải. Bạn ý đọc sách như thế nào luôn? Tần suất mà bạn ý đọc sách là như thế nào? They always read book. Always? Không, mình sẽ nhìn vào. Đây này. Đây là một tuần đúng không con? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hôm nào bạn cũng đọc sách. Thì có nghĩa là mình sẽ dùng từ gì nhỉ? Hàng ngày á. Hàng ngày là he read book every day. Ok, nhớ chi động từ con nhá. He reads book every day. Hoặc là I read books every day. Mình sẽ cố gắng là nhớ every day ở đây. Rồi, hàng ngày. Ok, cô không biết là mình còn thời gian nghỉ. Các bạn muốn chơi một trò chơi không? Có chuẩn bị trò chơi không ở đây? Nhưng mà để xem nào. Chờ cô một chút nhá. Ok, chúng ta thử nhá. Cô nghĩ là bài này cũng nhanh thôi. Muốn chơi không nhỉ? Các bạn muốn chơi không? Biết số nào? Số nào? Quá giỏi, mất rồi. Ok, no. Có bạn nói no, có bạn nói yes này. Rồi, mình chơi tạm nhá. Lúc thôi. Rất dài đấy. Nếu mà không chơi xong thì buổi sau cô cho chơi tiếp. Yên tâm. Cô sẽ gửi link này. Các bạn nhá. Ok, let's do it. Đấy, có một vài bạn vào rồi đó. Ok. Cô gửi lại link không bị đỡ bị trôi này. Thomas Muller là bạn nào? Trời ơi, cô có một gọi là cầu thủ bóng đá trong lớp của cô á. Trời ơi. What an honor. What an honor. Okay, cô thấy có 27 bạn rồi. Còn trò này thì mình chơi nháp nhá, buổi sau mình chơi thật nhá. Còn nữa không nè, 34 bạn rồi. Are you guys ready? Ready, ready? Bắt đầu nhá. Ok. Yeah, he's in the first place. No, no, no.
Diệu Hương có một cái streak, streak là có nghĩa là liên tiếp đó, liên tiếp trả lời các bạn đúng không? Cô thấy là hình là 18 ấy, 17 18 ấy. Quá là tê luôn. Ok. Bạn Diệu Hương trả lời đấy đến câu 19 thì thì bị mất streak. Trời ơi, phí quá, phí quá. Rồi, rất là tốt. Cô sẽ xem nhá. Wow, sao teacher Quân lại trả lời đứng số 2 thế này? Lần sau buổi sau chúng cô sẽ chơi lại trò này với cho con chơi lại. Nhớ là đừng có để teacher Quân đứng vào top 5 nhá các bạn nhá. Hey, chúc mừng bạn Diệu Hương, thầy Quân, bạn China, bạn Minh là bạn nào? À bọn và bạn Thomas Muller hả? Chúc mừng bạn là cầu thủ nổi tiếng nhá. Ok, rất là tốt. Trả lời được gần hết. Sai một câu là được 94% đó. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rất là giỏi. Ok. Rồi, 9 giờ 10 rồi các con ơi, 9 giờ 10 rồi. Wow, buổi hôm nay quá là vui, quá là vui. Cảm ơn các con đã tham gia đến giờ này đối với cô. Ok, cảm ơn con. Mặc dù ngày mai là thứ hai mình đi học rồi, mà mình vẫn cố gắng là mình tham gia học đúng không nào? Rất là tốt, cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả những chia sẻ của các bạn ngày hôm nay nhá. Về trò chơi thể thao yêu thích này, về game yêu thích này và về cả tần suất mà mình tham gia đến trường, mình đến trường là bằng xe đạp hay là đi bộ. Đấy. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok, chúc các con ngủ ngon. Ngày mai chúng ta lại có sức chiến đấu thêm một tuần nữa ở trên trường nha. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, and good night. Goodbye, teacher. Class. Goodbye, let's go. Goodbye. Thank you so much.